Đó biểu tại một buổi lễ ở Jerusalem, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu một lần nữa khẳng định quyết tâm tiêu diệt hoàn toàn lực lượng Hamas ở giải Gaza khi tuyên bố đây là một cuộc chiến tranh sinh tồn. Theo nhà lãnh đạo Israel, nước này chỉ có thể đạt được mục tiêu chiến tranh của mình khi tiêu diệt hoàn toàn Hamas và đảm bảo không có thêm bất kỳ mối đe dọa nào đối với Israel từ giải Gaza, đồng thời đưa toàn bộ các con tin bị Hamas bắt giữ trở về nhà. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua nhận định Israel đã tập trung đủ quân ở rìa thành phố rafah để tiến hành một cuộc tấn công toàn diện trong những ngày tới tuy nhiên các quan chức cấp cao mỹ hiện không chắc chắn liệu israel đã đưa ra quyết định cuối cùng hay chưa bình luận về khả năng một cuộc tấn công trên bộ của israel tại rafah cố vấn an ninh quốc gia nhà trắng jake sullivan cho biết mỹ tin rằng hoạt động của israel tại rafah sẽ là một sai lầm và nước này đang tăng tốc nỗ lực hướng tới một lệnh ngừng bắn chúng tôi vẫn tin rằng sẽ là một sai lầm nếu tiến hành một chiến dịch quân sự lớn vào rafah điều đó sẽ khiến một lượng lớn dân thường gặp nguy hiểm nếu không đạt được lợi ích chiến lược rõ ràng tổng thống joe biden đã nói rõ rằng ông sẽ không cung cấp một số vũ khí tấn công cho một chiến dịch như vậy nếu nó xảy ra tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan cùng ngày cho rằng Mỹ và Liên minh châu Âu hành động chưa đủ nhằm ngăn chặn nguy cơ một cuộc xung đột leo thang tại Trung Đông. Ông đồng thời hối thúc các bên tăng tốc nỗ lực nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ai Cập Samir Sukri cảnh báo, một cuộc xung đột leo thang tại giải Gaza có thể đe dọa các hiệp ước hòa bình kéo dài hàng thập kỷ, vốn được xem là nền tảng của sự ổn định khu vực. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực cùng với các đối tác khác nhưng cần có ý chí chính trị để đạt được kết quả. Chúng tôi kêu gọi các bên đàm phán một cách linh hoạt để đạt được lệnh ngừng bắn bởi tình hình nhân đạo tại Gaza hiện nay là không thể chịu đựng được. Luôn có sự đồng thuận quốc tế phản đối việc tiến vào Rafah vì những hậu quả thảm khốc của nó đối với người dân thường Palestine. Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine ước tính 500.000 người đã chạy trốn khỏi Rafah kể từ khi Israel ban hành lệnh sơ tán cách đây một tuần. Mọi ngã đường hướng về phía Bắc và phía Tây giải Gaza đều bị tắc nghẽn bởi ô tô, xe tải, xe kéo và xe ngựa, chở người dân di tản và tài sản của họ. Giao tranh đã khiến nhiều tổ chức viện trợ lớn phải dừng hoặc hạn chế hoạt động trên khắp Gaza, trong khi nhiên liệu, thực phẩm và nước sạch ngày càng khan hiếm. Hôm qua, một nhân viên cứu trợ đã thiệt mạng và một người khác bị thương khi một chiếc xe của Liên Hợp Quốc bị tấn công ở Rafah. Điều này một lần nữa cho thấy những rủi ro an ninh ngày càng tăng tại vùng lãnh thổ Palestine này.